ơn cho tôi hỏi. Đây có phải nhà cô Diễm My không ạ? À? Dạ. Phải đúng không? Em nói chia tay anh thì chán anh đúng không? Thay đổi hình tượng vậy được không? Chuẩn chưa? Sao? Vẫn còn chán hả? Em biết vậy anh mượn tóc giả vô, anh làm nhạc rock rồi. Vì anh thương em như thương cái bàn non, cái nhớ ai làm sao mà nói được. Vì anh thương không em như... Sao vậy? My. Được My rồi. Về đi. Chị mình nói chuyện rõ ràng đi. Em đã nói chuyện quá rõ ràng rồi. Em không có còn gì để nói với anh hết. Em cũng không muốn anh nghe anh nói cái gì nữa hết. Anh đừng làm mấy cái trò này nữa. Đừng tới kiếm em nữa. Về đi. My. My, bình tĩnh lại, nghe nói cái đã. Anh đừng có quan tâm tìm em nữa, em nói không có còn cái gì để nói với anh. Anh muốn nói chuyện cái đã. My, em có sao không? Em có sao không? Em có sao không? Ra đi, không cần anh quan tâm. Em có sao không? Anh muốn nói chuyện với em một chút thôi. Em có còn gì nói với anh hết á. Tay em bị trầy kìa, đưa anh coi. Kệ em. Tại sao vậy? Em ghét anh đến nỗi vậy luôn hả? Phải. Em không muốn anh xuất hiện trước mặt em nữa. Ừ. Được rồi. Giờ bây giờ anh sẽ đi. Nhưng trước khi đi, anh muốn hỏi em một điều. Em nói là em chán anh rồi và em muốn chia tay. Có phải như vậy không? Phải. Anh hỏi lại một lần nữa. Em nói là em chán anh rồi, em muốn tụi mình chia tay. Có phải như vậy không? Phải. Sự thật là em muốn như vậy. Ừ. Được rồi. Xin lỗi. My nè, giữ gìn sức khỏe nha. Mày còn có cứu chưa? Về
chị lấy hai mẫu này luôn hả chị? Ồ khoan, chị đang chọn. Tại vì hết hai cái này quá mà không biết chọn cái nào. Để mua một cái thôi. Dạ. Vậy chị cứ coi từ từ. Dạ anh chị cần gì ạ? Dạ để em tự nhiên rồi chị. Dạ cho anh thôi cho nhiều chút nha. Anh xin nha. Trời ơi, trời ơi, quá trời luôn nè anh. Qua đây. Thơm nhưng mà nha. Rồi rồi, lửa đi, lửa đi. Xe đó. Tôi không có say. Người say là anh. Cô ơi. Cô nói cô không say sao cô ngồi lồn bàn rồi kìa. Chia tay với My đó. Thì không có con My, có con khác. Nó nhiều quá, khi nó lên lầu kìa. Sao khi nổi. Tội nghiệp, yêu đương chi cho cực vậy không biết nữa. Ờ, em không có say. Em không có say mà. Em không có say. Phụ thay đổi cậu ba đi, xỉn quá, xỉn rồi. Cái thằng làm cái gì xỉn dữ vậy không biết nữa. Mọi người làm gì vậy, em không có say mà. Mọi người ra đi, anh thay đồ cho cậu ba. Anh làm gì vậy? Thay đồ mới ngủ được. Được rồi. Dạ, dạ. Dạ. Dạ nhờ bác sĩ nói giúp vậy nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Vậy là con xin phép bệnh viện cho nó rồi phải không? Dạ đúng rồi ba. Cậu ba bị bệnh hả? Chắc là nó mệt quá, nó dậy không nổi. Đầu thì nóng hâm hấp à. Cái thằng cũng ngộ ha. Sao mà nó uống dữ vậy? Bình thường nó có vậy đâu. Này sao mà sốt cao hoài vậy nè? Cái đồng hồ này là nó hay đeo lắm. Sao lại bể hết trơn vậy?
chú. Chú đỡ cho chú. Sao vậy chú? Chú sắp chết rồi. Hả? Chú giỡn á. Dạ. Chú khỏe rồi. Dạ. Con chườm chăn cho chú hả? Dạ. Mà cả nhà đâu hết rồi? Dạ, mọi người ra ngoài hết rồi chú. Ồ. À, mà chú muốn ăn cái gì không? Nhà mình có cháo đó chú. Vậy giờ chú ăn cháo đi. Dạ. Cháo này con nấu hả? Dạ. Ngon quá. Mà dạo này con đổi khẩu vị hả? Sao không giống như khẩu vị con nấu thường ngày? Chị ơi, chị có cần em phụ cái gì không? Không cần đâu, chị nấu cũng nhanh mà. Giờ chị còn làm được chuyện này cho ảnh thôi à. Mà nè, em không có được nói cho ảnh biết là chị qua đây đó nha. Dạ, em biết rồi. Nè, nhớ đó là không được nói đó. Ảnh mà biết một cái là chị xử đẹp em luôn đó nha. Dạ, em hứa mà. Mà cảm ơn em nha. Nhờ các em gọi chị mới biết là ảnh đang bị bệnh đó. Dạ, không có gì đâu chị. Mà chị cho em hỏi chị một câu nha. Sao hai người thương nhau vậy mà lại chia tay vậy? Dù sao rất ngon. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, em xin lỗi ạ. Không có gì, đi trước đi. Mấy đứa nhỏ anh cố tình anh giấu lại để mà tặng cho em á, nhận đi, coi như á đây là quà anh xin lỗi dành cho em nè. Anh dần tất cả tấm lòng vô đây đó nha, nhận đi. Không thích. Thích mà, nhìn đi, nhìn nó sẽ thích nè, nhìn nó cho thích. Tất cả tấm lòng vô đây, tất cả tấm lòng vô đây nè, tất cả tấm lòng của một chàng trai dành cho cô gái. Cười cười nhận rồi đó nha. Tâm Ý. Dạ. Lại chú Biểu. Dạ, sao vậy chú? Lúc chú bị bệnh, chị Diễm My có tới đây đúng không? Dạ, chị Diễm My đâu có được phép vô nhà mình đâu chú. Vậy tại sao cái kẹp của chị Diễm My nằm trong phòng của chú? Cái kẹp này là chính chú tặng cho chị Diễm My mà. Có chuyện gì giấu chú đúng không? Dạ. Còn nói đi, có chuyện gì đúng không? Vì hôm chú bệnh, chỉ có mình con ở nhà thôi. Nếu chị Diễm My tới là con phải biết chứ. Có chuyện gì con giấu chú đúng không? Dạ. Con nói đi. Chị... Có chuyện gì? Chị My dặn con là không được nói. Vậy bây giờ con biết gì con nói đi. Có phải hôm đó chị My ở đây đúng không?
Dạ, sự thật là hôm chú bệnh, chị My ở đây chăm sóc chú cả ngày, còn nấu cháo cho chú nữa đó chú. Vô. Nhà càng ngày càng vắng vẻ, buồn chết đi được. Trước khi cô Điệu đi lấy chồng á, thì nhà vui biết bao nhiêu. Diễm My, Diễm My, ra đây cho anh. Diễm My, Diễm My. Dạ, chào anh. My không có đây anh ơi. Hai anh làm ơn nói tôi biết Diễm My đang ở đâu đi. Không biết. Làm ơn nói cho tôi biết đi, Diễm My đang ở đâu, tôi năn nỉ á. Không biết. Hay quá. Cuối cùng tôi với ông cũng không bán đứng bạn bè. Chính xác, không bán đứng bạn bè. Thôi, hết ly nha. Ừ. Thôi dọn dẹp đi, không nhậu đâu. Mệt quá. Cái gì nữa đây? Có chết tụi tôi cũng không bán đứng bạn bè. Vậy bây giờ hai người có thể tiết lộ tôi bí mật gì không? Cô đang ở đâu được không? Thật ra là tụi tôi không muốn tiết lộ bí mật đâu. Đúng rồi. Tại sao không tiết lộ bí mật được? Kỳ lắm. Sao kỳ? Bí mật của người ta mà. Không bán đứng bạn bè. Ờ, cái này đâu phải là hai anh bán đứng bạn bè đâu. Cái này do tôi tình nguyện tìm tới My mà. Không đúng. Thôi được rồi, tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật. Bí mật đó chính là ngày xưa My rất yêu anh. Ngày xưa. Vậy còn bây giờ? Em khuyên anh thiệt lòng á, là nên quên My đi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.